cái của ông Tô Lâm là cái gì, vì sao dân lại nguyền rủa nó. Vào ngày 11 tháng 2, báo Thanh Niên loan tin Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới. Bài báo cho biết Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến từ người dân và các cơ quan tổ chức. Thông tư này được xây dựng nhằm triển khai quy định mới tại luật căn cước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thay thế cho luật căn cước công dân đang có hiệu lực. Bộ Công an lại cho đổi mẫu căn cước mới. Được biết, luật căn cước công dân ban hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 bởi Quốc hội khóa 13 sau khi luật này ra đời phải 2 năm sau mới tiến hành thay căn cước đại trà. Mất nhiều năm mới có thể thay thế giấy chứng minh nhân dân thành căn cước công dân, bởi rất nhiều người dùng giấy chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng và không có điều kiện để đổi. Cho đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều người chỉ mới đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân chưa lâu. Thì giờ đây, ông Tô Lâm đã cho đổi từ căn cước công dân sang thẻ căn cước. Việc làm này rất tốn thời gian, nhân lực và tiền bạc. Không những tốn thời gian của công an và tiền bạc của nhà nước, mà còn gây lãng phí thời gian và công sức của người dân cả nước. Thật ra, dù chứng minh nhân dân, căn cước công dân hay thẻ căn cước đều được dịch sang tiếng Anh là ID. Điều này đều là giấy tờ định danh cho từng công dân, dù đặt tên thế nào thì bản chất cũng không thay đổi. Vậy Bộ Công an bày vẽ trò đổi giấy tờ xoành xoạch như vậy để làm gì? Đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra cho ông Tô Lâm. Trước việc làm hành dân như thế, người dân đã tỏ ra sự bất bình trên mạng xã hội. Thẻ căn cước bị người dân gọi là cái căn cước và viết tắt là CCC. Cách gọi này thể hiện sự bất bình và sự chế nhạo của người dân thay cho tiếng chửi thề. Trước đây, Bộ Công an cũng bày ra mẫu hộ chiếu màu tím than, không ghi nơi sinh, khiến nhiều nước từ chối cấp visa và đóng dấu vào tấm hộ chiếu này. Rất nhiều người dân khốn đốn vì tấm hộ chiếu màu tím than, tuy nhiên Bộ Công an cứng đầu, không chịu sửa. Phải nhiều tháng sau, khi sự việc trở nên trầm trọng hơn, thì họ mới chịu thay đổi. Không biết có bao nhiêu người trong số 100 triệu người dân đã phải vất vả vì hộ chiếu tím than. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn doanh nghiệp lữ hành khốn đốn vì tấm hộ chiếu này. Lời rủa sâu cay thông qua hình thức biếm họa. Bản chất của việc thay đổi xoành xoạch giấy tờ tùy thân của công dân là một dạng vẽ ra dự án rất lớn để mà rút tiền ngân sách với con số hàng trăm triệu người. Không loại trừ khả năng kẻ vẽ ra dự án này cố tình làm sai để có cơ hội sửa lại và rút thêm tiền ngân sách một lần nữa để mà đút túi. Như vậy, thay đổi tấm hộ chiếu bìa xanh sang bìa tím than cũng như thế. Điều khốn nạn là những kẻ vẽ ra dự án này, hành dân hầu hết, người dân đều rất vất vả, phải bỏ thời gian để mà chầu trực, chờ đợi công an cấp lại giấy tờ. Cái được của họ là rút được tiền của ngân sách cho vào túi riêng, nhưng cái mất của toàn dân thì không ai cân đong đo đếm được. Nếu là người lao động phổ thông, họ mất một ngày làm việc với mức thu nhập khoảng 300-500.000 đồng để chầu trực làm giấy tờ. Nếu những người làm lương cao hơn thì không biết họ mất bao nhiêu tiền vì tờ giấy mà Bộ Công an vẽ ra này. Ông Tô Lâm là một người rất nổi tiếng với cú đớp thịt bò rất vàng ở London, vẫn luôn tìm mọi cách để mà hành dân. Hiện nay tiêu cực trong Bộ Công an rất lớn. Ông Tô là bộ trưởng nhưng không như các bộ khác. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị, là một trong 15 nhân vật có quyền lực cao nhất của Đảng. Đặc biệt, Tô Lâm lại là cái tay phải của Tổng Trọng, vì thế sẽ không có chuyện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa Bộ Công an lên thớt. Chính vì vậy, những chính sách hành dân để moi tiền ngân sách mới liên tục ra đời từ cái bộ này. Ở đất nước này, người dân không có quyền lên tiếng, dù ở mức bực dọc thì cũng chỉ dùng cách chửi mạnh khóe như dùng ba chữ viết tắt CCC này. Mà thôi, người dân là chuột bạch cứ đem ra thí nghiệm hết lần này đến lần khác, cố tình thí nghiệm không đạt để thí nghiệm lại nữa, và mỗi lần lại làm lại thì lại hút một mớ tiền của ngân sách, tức là tiền của nhân dân cả nước. Quan tham của Bộ Công an thì đầy túi, chỉ có người dân là thêm khốn khổ. Cái của ông Tô là cái gì, vì sao dân nguyền rủa của nó? Các bạn vừa theo dõi bản tin được trình bày ở trên.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính mời các bạn hãy chia sẻ video và YouTube của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Có chân dài Á hậu cứu, có trần lực chữa, ông Táo vẫn không thoát được cơn hấp hối. Trong chương trình Táo quân 2024, đạo diễn Trần Lực đã đưa một nữ diễn viên từng là Á hậu vào tham gia. Đây là một nét mới bởi khán giả không những nhàm chán với nội dung mà nhàm chán cả với những khuôn mặt già nua đã diễn ở chương trình Táo quân suốt 20 năm qua. Táo quân năm 2024 đã thay đạo diễn, thay diễn viên, thay kịch bản, thì việc đưa những người diễn viên trẻ, đặc biệt là nữ diễn viên có nhan sắc cũng là một cách để kéo khán giả trở lại với màn ảnh. Á hậu kiêm diễn viên Thanh Hương đã được mời tham gia chương trình Táo quân năm nay. Trong lĩnh vực nghệ thuật, danh hiệu Hoa hậu hoặc Á hậu làm yếu tố có thể thu hút được khán giả. Hầu hết các chương trình ca nhạc, các bộ phim thị trường đều cần có sự có mặt của các người đẹp. Diễn viên Á hậu Thanh Hương trong chương trình Táo quân 2024. Diễn viên kiêm Á hậu Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Hải Dương và cô đoạt giải ngôi Á hậu 1 của cuộc thi. Cô từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó cô về làm việc tại đoàn kịch 2 thuộc nhà hát kịch Hà Nội. Về nghề nghiệp, diễn viên Thanh Hương có một thành tích đáng nể. Cô từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Người phán xử, Quỳnh búp bê, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Những ngày không quên, Mùa hoa tìm lại, vân vân. Diễn viên Thanh Hương cho biết, được đóng Táo quân là một điều may mắn mà tôi nhận được. Táo quân đã là một thương hiệu đi vào lòng khán giả nhiều năm. Vào dịp Tết, đây là một vinh dự rất lớn với tôi và cả các nghệ sĩ trẻ khác. Thanh Hương nói rằng, Táo quân là một thương hiệu, điều đó đúng. Vì chương trình này đã gây dựng thương hiệu trong suốt 20 năm qua và được phát sóng vào giờ vàng đêm giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, Thanh Hương quên rằng đây là một thương hiệu đang trên đà sụp đổ. Nó giống như những doanh nghiệp lớn nhưng đang hấp hối vậy, rất khó cứu vãn. Thuyền to thì sóng lớn, thương hiệu bị quay lưng thì chính thương hiệu đó cũng khiến cho diễn viên mất hình ảnh theo. Kết quả của chương trình Táo quân đã rõ, nhiều người than phiền Táo quân năm nay không thể xem nổi. Có đổi mới diễn viên, có đổi kịch bản, nhưng những cái mới đó cũng không khá hơn cái cũ. Trong khi chương trình Táo quân cũ đã bị khán giả chê bài thậm tệ. Đạo diễn Trần Lực cũng được xem là một thương hiệu. Ông là một đạo diễn, diễn viên nổi tiếng, từng đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim Em và Trịnh. Trong vai trò đạo diễn, Trần Lực cũng không xa lạ gì với giới hâm mộ. Việc VTV giao cho Trần Lực đạo diễn chương trình Táo quân cũng là cách nhờ bàn tay của đạo diễn nổi tiếng này để cứu vãn một con tàu đang chìm. Nhưng rồi ông Lực cũng bất lực. Đạo diễn Trần Lực cũng bất lực trong nhiệm vụ vực dậy thầy ma Táo quân. Đã 20 năm Táo tụ về thiên đình, Châu Ngọc Hoàng, nay đạo diễn Trần Lực cho Ngọc Hoàng vi hành xuống trần gian, nhưng kết quả vẫn nhận được nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Như vậy, nếu chương trình Táo quân 2025 vẫn tiếp tục, thì không biết đạo diễn sẽ thay đổi kịch bản như thế nào. Ngọc Hoàng ở thiên đình không được, xuống trần gian cũng không xong. Vậy thay đổi thế nào cho hấp dẫn? Quả thật là khó. Thật ra, VTV chỉ đang cố níu kéo một chương trình đã lỗi thời, cần phải khai tử. Bởi lịch sử ngành điện ảnh cho thấy những bộ phim từng vô cùng ăn khách một thời, dù là những cuốn phim bất tử với thời gian, rồi cuối cùng nó cũng phải kết thúc. Ví dụ như bộ phim hoạt hình Tom and Jerry rất nổi tiếng của hãng Walt Disney được xem là bộ phim kinh điển, được nhiều thế hệ người xem yêu thích, nhưng vòng đời của nó vẫn phải kết thúc. Đến nay người ta vẫn tiếp tục xem Tom and Jerry, nhưng điều đó là những thước phim cũ đã sản xuất cách đây nhiều thập kỷ. Chương trình Táo quân không đạt được độ thâm thúy, hài hước và có giá trị với thời gian như Tom và Jerry, nên tất nhiên vòng đời của nó phải ngắn hơn và đã đến lúc phải kết thúc. Nếu VTV vẫn làm cố thì sẽ chỉ là năm sau bị chê nhiều hơn năm trước mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Có chân dài Á hậu cứu, có trần lực chữa, ông Táo vẫn không thoát được cơn hấp hối. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất.
nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de